Thì đầu tiên em xin phép được gửi lời chào đến tất cả các anh chị ban giám khảo, các đội thi cũng như là khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được đại diện cho nhóm rút cộng trình bày về đề án của bọn em là liên quan đến cộng đồng định hướng bản thân và kết nối việc làm cho các bạn trẻ. Xuất phát từ con số thực tế của thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng như là con số nghiên cứu thị trường của Việt Nam Quốc, thì nhìn nhận thấy rằng là gì, chúng ta có rất nhiều những cái vị trí ở các doanh nghiệp là thiếu nhân sự, và rõ ràng nhìn nhận thấy một điều đó là gì, chúng ta tuyển mãi vẫn không được đó. Nhưng ngược lại ở phía sinh viên thì lại có tới 63% các bạn ra trường làm trái ngành trái nghề, và đồng thời với việc này là gì, có rất nhiều những bạn là không đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng từ những kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng bên cạnh đó thì mình cũng thấy rằng là gì, nhà trường đã làm rất nhiều các công tác để có thể là để giúp các bạn có thể là hoàn thiện những kỹ năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đó. Và các câu lạc bộ cũng hình thành, giống như hôm nay mình thấy là rất nhiều những cái dự án các bạn đã hình thành và phát triển. Nhưng điều gì xảy ra, điều gì đã diễn ra với cái câu hỏi đặt ra băn khoăn như vậy, thì rút cộng được hình thành để giải quyết một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất, rút cộng hình thành với mục tiêu chính, đó là giúp các bạn trẻ định hướng và hoàn thiện bản thân thông qua thực tế. Thì với bản thân em cũng như các bạn ở trong cộng đồng rút cộng, thì em có một cái triết lý trong việc là gì, học hỏi là như thế này. Thứ nhất đó là gì, chúng ta có thể học về kiến thức, nhưng kỹ năng thì chúng ta cần phải hiểu và thực hành một cách nhuần nhuyễn, làm kỹ một cách siêng năng. Thì với rút cộng, khi mà các bạn tham gia vào thì các bạn sẽ được thực hành và trải nghiệm, hoàn thiện những kỹ năng thông qua cái môi trường thực tế. Bởi vì khi mình học rất nhiều, mình chia sẻ rất nhiều, chúng ta có rất nhiều các thông tin, chúng ta có rất nhiều các chương trình đào tạo, nhưng chúng ta không có môi trường để ứng dụng đưa nó vào thực tế, thì các bạn cũng không biết nó là cái gì cả. Và hầu hết mọi người gặp phải tình huống đó là chúng ta chỉ biết ở mặt biết thôi, nhưng khi lao vào làm không làm được việc. Thì đấy là cái mà rút cộng tạo ra một cái môi trường và các dự án. Thứ hai đó là rút cộng từ những cái môi trường, những cái dự án đấy, thì rút cộng tổng hợp lại tạo ra một cái kênh thông tin giúp các bạn trẻ chia sẻ về cái thông tin học tập, khám phá về nghề nghiệp. Và một cái rất là quan trọng đó là rút cộng giúp các bạn sinh viên và doanh nghiệp kết nối với nhau. Thì tầm nhìn của rút cộng muốn hướng tới trở thành một cái hệ sinh thái kết nối đa kênh lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2025, với những giá trị cốt lõi tin cậy và kết nối, chia sẻ và tạo giá trị. Và đây là hoàn toàn là gì, không phải là hoạt động hô hào, mà chúng tôi triển khai với những kế hoạch rõ ràng và cụ thể. Xuất phát từ bản thân rút cộng bắt đầu hoạt động từ 11 tháng 2 năm 2019 chính thức hoạt động, thì chúng tôi đã xây dựng với những lộ trình rất cụ thể. Đối với sinh viên thì chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu bản thân thông qua các hoạt động đánh giá, tư vấn, tham vấn, giúp các bạn kết nối với các anh chị mentor, và từ đó các bạn xây dựng. Xin lỗi Đạt một chút, là thời gian của thuyết trình của nhóm 3 phút đã kết thúc rồi. Thế nên là mình có thể làm rõ cái hoạt động của dự án trong cái phần phản biện tiếp theo sau đây được không ạ? Ok, bây giờ em sẽ xin mời các anh chị ban giám khảo đặt câu hỏi cho dự án rút cộng ạ. Mình có thấy ở đây có bạn, có chị Lê Thanh Huyền muốn giơ tay đặt câu hỏi cho các bạn, thì em xin mời chị Huyền đặt câu hỏi ạ. Xin tổ chức và xin chào các bạn của đội thi, và mình rất là ấn tượng đối với cái dự án của các bạn. Đây là mình cũng thấy rất rõ ràng là đây là một cái dự án mà giúp cho sinh viên tức là khởi nghiệp, lập nghiệp đấy, và vững bước trên cái con đường phát triển nghề nghiệp của mình. Thì cái bước đầu này đối với sinh viên thì nó rất là quan trọng. Và mình cũng nhìn thấy trong dự án của các bạn thì có các hoạt động tham vấn này, rồi định hướng nghề nghiệp này, rồi khám phá bản thân này, rồi kết nối mentor mentee này, rồi du học, rất là đa dạng và xoay quanh cái vấn đề là nghề nghiệp của sinh viên. Tuy nhiên là mình cũng rất là muốn thắc mắc là không biết cái hoạt động của các bạn thì nó được bắt đầu từ khi nào, bởi vì mình cũng chưa thấy rõ ở trong dự án, và mình cũng có muốn hiểu thêm. Và về cái kinh phí của các bạn thì mình thấy có chút bất an về cái kinh phí này. Nếu kinh phí của các bạn là chủ yếu từ cái kinh phí tư vấn này, rồi là cái thành viên đóng góp 50.000 này,
rồi là các bạn sẽ tham gia các cuộc thi để mình cũng có giải thưởng rồi xin tài trợ. Thì những cái theo cái thực tế mình đã từng điều hành những cái nhóm sinh viên mà cũng lớn đấy, các bạn ấy cũng có những cái hoạt động tương tự về hướng nghiệp. Thế thì mình cảm thấy là cái nguồn kinh phí này này nó cũng không ổn định và chắc chắn để giúp cho cái việc hoạt động của các bạn được lâu dài, bởi vì quả thật là để sinh viên mà bỏ ra 100.000 để một lần tư vấn thì rất khó, miễn phí mời các bạn đến thậm chí cũng còn khó, nếu mà bạn đóng phí thì cũng hơi hơi phiêu lưu đấy. Thế thì mình nghĩ rằng là những cái nguồn để huy động cái kinh phí cho hoạt động lâu dài của các bạn thì nó cần phải có một cái gì để nó chắc chắn hơn nữa, bởi vì chúng ta cũng không thể hoạt động mà nó không không có kinh phí. Và mình cũng muốn hỏi thêm là các bạn đã từng được nhận tài trợ của các tổ chức nào này, rồi là các bạn có cái dự định gì cho cái việc gây cái quỹ để có cái kinh phí hoạt động trong tương lai hay không. Và mình thấy các bạn có cả cái mạng lưới là của cựu sinh viên ấy, thế thì các bạn có thể cho mình một cái tên, một trường hợp nào đó tiêu biểu mà các bạn đã từng hỗ trợ được thành công hay không, một cái trường hợp nào đó, bởi vì quả thật sinh viên thì họ rất là khó bị cuốn hút nếu như mà không có những cái case cụ thể các bạn đã hỗ trợ được thành công. Và cuối cùng là mình có một cái câu hỏi, tức là khi thực hiện cái công việc này thì các bạn đã có phối hợp với các cổng thông tin về việc làm nào để hỗ trợ việc làm cho sinh viên, bởi vì cuối cùng là cái đầu ra của sinh viên sau khi tốt nghiệp hoặc là trong lúc học thì các bạn cũng muốn tìm thêm việc làm, thì cái kênh hỗ trợ nghề nghiệp rất là quan trọng. Và như mình biết thì hiện nay là nó có những cái cổng ví dụ như là Job Now, Jobway, rồi thậm chí là cổng của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đấy. Thế thì các bạn đã kết nối với những cái kênh thông tin đó như thế nào? Thế thì mình xin cảm ơn. Cảm Vâng, ơn em thông rất tin. là cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo Lê Thanh Huyền ạ. Đây là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều người trăn trở và hỏi về giữ cộng. Nhất là em xin lỗi vừa nãy trình bày thì chưa căn đúng về thời gian. Tuy nhiên thì em xin phép được trả lời, bởi vì em cũng đã trình bày rất là rõ trong slide, thì em xin phép được xem lại slide để cả nhà sẽ cùng 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 xem. Thứ nhất đó là với câu hỏi đầu tiên, đó là bọn em sẽ triển khai như thế nào. Thì thứ nhất là với sự khác biệt ở đây, hoàn toàn là bọn em sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái và khác biệt hoàn toàn đi kèm với giá trị đầu tiên bọn em, đó chính là kết nối. Thì với những giá trị kết nối đó thì bọn em cũng đã hợp tác với rất nhiều các đơn vị ở trên phía trên màn hình đây, là những đơn vị mà bọn em hợp tác về mặt cả về mặt chuyên môn, về mặt truyền thông hoặc là về mặt tài trợ. Đó là những cái đơn vị mà bọn em đang đang triển khai và hợp tác để cùng cùng được triển khai các hoạt động của bọn em rất là rộng và lớn như vậy. Đó. Tiếp theo nữa đó là gì? Với những cái hoạt động của chúng ta như câu câu hỏi của chị Huyền, thì thứ nhất đó là gì? Hiện tại thì bọn em xây dựng là ngoài cái việc mà triển khai một một sản phẩm là việc là kết nối hỗ trợ, thì bọn em cũng có triển khai một cái nền tảng website là để hỗ trợ cho các bạn trong cái việc định hướng này bằng những cái thuật toán gợi ý. Thì với những cái kết quả đầu tiên bọn em đạt được là hiện tại website của em có trên 9.000 người dùng và có 2.000 lượt truy cập mỗi một ngày, và bọn em có số lượng người tham gia vào những cái bài test đánh giá này. Thì với những bài test đánh giá này bọn em cũng hợp tác với các đơn vị là chuyên môn, các doanh nghiệp để hỗ trợ đồng hành để xây dựng các bài test này. Thì bọn em mới mở một bài thôi mà hiện tại thì mỗi một tháng có tới 500 lượt test các bạn làm tham gia, chứng tỏ là một trong, và sau khi các bạn test xong thì các bạn sẽ được định hướng và gợi ý ra những cái môi trường, những cái câu lạc bộ để các bạn trải nghiệm thực tế. Ngoài cái việc rút cộng tạo ra những cái hệ sinh thái, những cái câu lạc bộ, những cái dự án tác động cộng đồng để các bạn có thể có môi trường. Nếu như dự án rút cộng không có thì rút cộng cũng có là cái đầu đầu vào, là cái đầu kết nối cho các dự án khác. Nhận. Đó là một cái mà gì được bọn em chia sẻ. Tiếp theo đó là gì? Ngoài ra thì giúp cộng cũng rất là mạnh về các hoạt động tham vấn, định hướng, kết nối và chia sẻ các sự kiện. Thì giúp cộng có một mạng lưới 21 cái câu lạc bộ địa phương cũng như là gì 700 thành viên trên toàn quốc. Và mỗi thành viên này thì các bạn khi mà tham gia ấy, thì các bạn đều được định hướng rất là rõ ràng. Rất nhiều các case, by case bọn em cũng đã chia sẻ, thậm chí là các bạn cũng chia sẻ rất nhiều trên Facebook cá nhân vân vân. Ví dụ như em lấy ví dụ như một trường hợp rất là đơn giản, ví dụ như là bạn ấy học về marketing và bạn ấy đồng hành với giúp cộng sau khi kết thúc học kỳ năm nhất của trường, và khi khi bạn ấy đang rất là mông lung thì bạn ấy đồng hành và tham gia vào
ban truyền thông rồi hỗ trợ marketing các thứ, và bạn nhận thấy rằng là gì, mình cũng không rõ ràng về mặt marketing, nhưng sau này khi bạn ấy hiện tại là bạn mới kết thúc năm 3 thôi, nhưng bạn ấy đã là trợ lý full time của một công ty Nhật, trợ lý CEO cho một công ty người Nhật đấy, là hoặc là rất nhiều những cái cây khác. Tiếp theo về 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 mặt định hướng về nguồn doanh thu thì giúp cậu không chỉ định hướng là một cộng đồng có thể phát triển về mặt hoạt động giúp mình là các bạn sinh viên là đóng phí, với cái khoản phí là gì, 50-100 nghìn trên một năm hay một tháng hay là 6 tháng, đó nó chỉ là một cái khoản phí rất là nhỏ để các bạn có thể là lọc cái đầu vào và các bạn cam kết thì đấy là một. Nhưng mà tương lai cái này các bạn sẽ được, thứ nhất là các bạn sẽ được đảm bảo bằng việc đó là gì, giúp cậu hỗ trợ các bạn cam kết các bạn rõ ràng bản thân và đảm bảo việc làm, vì giúp cậu cũng đã kết nối với rất nhiều các đơn vị về giáo dục, về việc làm, về các đơn vị kỹ năng để hỗ trợ và định hướng. Cái từ khóa của giúp cậu đó là định hướng, giúp và kết nối, giúp các bạn tìm kiếm được cái môi trường phù hợp. Tiếp theo đó là gì, giai đoạn sau thì giúp cậu cũng đang hướng tới cái việc là gì, đẩy mạnh cái nền tảng website này. Thì khi có nền tảng rồi thì có rất nhiều những nguồn doanh thu như membership, quảng cáo từ các chương trình, rồi các hoạt động kết nối các khóa học, kết nối việc làm, thì mình sẽ thu chính, nguồn thu chính từ hoạt động là từ phía doanh nghiệp là một cái hoạt động rất là lớn đó. Và ngoài ra thì để bổ sung thêm cho những cái chuyên môn mà tụi em có thể làm được, không chỉ là một cộng đồng, không chỉ là một dự án, thì bọn em có đội ngũ triển khai là những core team rất là cứng, và ngoài ra thì bọn em cũng có một đội ngũ cố vấn và đội ngũ mentor rất là giàu kinh nghiệm để hỗ trợ bọn em triển khai các hoạt động này. Ok, thì đấy là một vài cái câu hỏi em trả lời cho chị Huyền. Không biết là em còn trả lời sót cái câu hỏi nào nữa không ạ? Cảm ơn bạn ạ. Rất là đầy đủ. Cảm ơn chị Huyền và cảm ơn bạn Đạt. Em xin mời chị Ân, chị Thiên Ân đặt câu hỏi cho các bạn rút cộng được không ạ? Em mời chị ạ. Bạn, cảm ơn các bạn về dự án. Tối hôm qua thì mình cũng có đọc rất là kỹ và mình vào website để mình xem. Thì mình có hai cái câu hỏi ở đây, đó là cái mình có xem cái nội dung của những cái bài viết ở trên web của mình trên cái rút cộng, và mình muốn hỏi cái tính cạnh tranh về mặt chất lượng của nội dung những cái bài viết này so với một số cái trang của các cái nhóm khác mà các bạn giới trẻ hiện tại đang rất hay xem, và cũng nói về chủ đề hướng nghiệp tâm lý nói chung, đó là Vietcetera gì đó, mình nhớ là có một cái trang này. Và cái thứ hai nữa là mình rất quan tâm đến cái chuyện là các cái đội ngũ chuyên gia tham vấn, thì mình thấy là trong cái danh sách mentor rất là nhiều mentor của chương trình thì khá là đa dạng về nội dung về cái lĩnh vực mentor, nhưng mà về tâm lý và hướng nghiệp và những cái người mà làm chuyên môn rất là sâu về cái mảng này á, thì chắc là mời nhóm chia sẻ thêm. Tại vì theo mình biết thì cái hướng nghiệp á, khi mà đi sâu vào nó cũng sẽ liên tới cái chuyện tâm lý cả, và cái này là nó rất là quan trọng đối với cái định hướng đầu đời dành cho các bạn trẻ, cho nên là mình muốn rất là quan tâm về cái chuyện chất lượng mentor trong cái chương trình của mình. Và cái thứ ba nữa là có những cái dự kiến hợp tác nào về mặt chuyên môn của dự án với lại các tổ chức khác, ví dụ các công ty chuyên về hướng nghiệp và họ là trách doanh nghiệp xã hội chuyên về hướng nghiệp, thì chắc chắn là chuyên môn họ sẽ phải mạnh hơn mình. Dạ, chắc là mình xin hết. Dạ vâng, thì đầu tiên thì em cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì thứ nhất đó là gì, để mà em làm rõ lại, tức là giúp cộng là một đơn vị hỗ trợ tạo ra những cái môi trường trải nghiệm thực tế để giúp các bạn tự định hướng và hoàn thiện bản thân. Đấy, thứ nhất là cái câu rất là rõ ràng của em như thế. Thì đầu tiên cái điều đầu vào ấy, thì bọn em cũng đã là, thứ nhất về mặt chuyên môn thì bọn em đã kết hợp với rất nhiều các đơn vị khác để cung cấp những cái thông tin như kiến thức, ví dụ như là thì bọn em cũng có kết hợp với cả CPO, thậm chí là gì, Jobway hay là First Sun, tất cả những đơn vị đấy để bọn em đều có thể hợp tác được, vì bọn em có cái mặt là thực tế, là một cái hệ sinh thái gần như là bổ sung cho những cái đơn vị giáo dục, bổ sung cho những đơn vị mà đang làm nền tảng đầu vào. Đó, bọn em sẽ không đi sâu vào mặt là bây giờ mình phải làm chuyên môn như thế nào, mà bọn em sẽ hợp tác giống như một cái môi trường mở, để từ cái cộng đồng của bọn em thì các bạn có một cái góc nhìn và có cái hướng đi. Thứ hai đó là gì, tiếp theo đó là gì? Về mặt các tiêu chí đánh giá thì chia sẻ, thứ nhất đó là gì, tất cả những cái hoạt động ở trên website hay là cái nền tảng website hiện tại bọn em đang chia sẻ và kết nối đó, thì hầu hết là những mạng lưới các bạn là chia sẻ về cá nhân. Và khi mà các bạn tham gia vào các hoạt động tham vấn định hướng của tụi em ấy, thì các bạn được hướng dẫn là gì? Tất cả những cái nguồn thông tin nào là thông tin để hữu ích cho các bạn, để các bạn
có thể lọc được những cái thông tin. Và bản thân là gì, các bạn luôn luôn được đặt ra câu hỏi là gì? Cái người mà định hướng, cái người mà gì hỗ trợ nhất cho chính bản thân các bạn, đấy là các bạn. Và các bạn phải hiểu bản thân mình trước. Thì để hiểu bản thân, các bạn có thể làm bài test, các bạn có thể tham gia nghe chia sẻ nhiều góc nhìn khác nhau, các bạn cũng có thể là gì tham gia các hoạt động, các dự án, từ đó để mình chiêm nghiệm và mình quay lại để mình hiểu bản thân hơn. Đó, thông qua những cái hoạt động gợi ý định hướng chuyên môn của tụi em. Như vừa nãy em có thể chia sẻ là bản thân em cũng là một người làm về nhân sự, cũng là theo đuổi về lĩnh vực về hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp. Em cũng có những dự án về hướng nghiệp riêng, thậm chí là em cũng có mentor và cố vấn về mặt chuyên môn cho dự án về mặt định hướng về nghề nghiệp rất là sâu. Cho nên là gì, những cái mà bọn em chia sẻ là hoàn toàn là gì có cơ sở và có căn cứ.